Kính thưa quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2016, cũng là ngày mùng 2 Tết Vietnamese New Year. Tại trường FIU tọa lạc tại thành phố Miami đã có một món quà Tết rất là đặc biệt đối với người dân Việt Nam tại miền Nam Florida và nói chung là người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại. Xin tất cả quý vị khán giả hãy cùng đi với tôi qua xem món quà Tết này. Today we add the Vietnamese Heritage and Freedom Flag to recognize all of those of Vietnam. Hôm nay thì một cái ngày đầu năm mà các anh em sinh viên học sinh của trường đại học FIU đã được sự đồng tình ủng hộ của ban giám hiệu của trường có mời cộng đồng đồng hương chúng tôi hội đoàn tới để tham dự cái buổi thượng cờ vàng ba sọc đỏ cờ Việt Nam Cộng Hòa ở tại trường FIU hôm nay. Em có cảm giác như thế nào để ngày hôm nay được vinh danh lá cờ vàng của chúng ta? Dạ, em rất là trân trọng, rất là appreciative, you know, what everybody had to put in the effort, effort của mọi người đã put it together for the flag to raise up today at FAU. So we are deeply honored and appreciative. I certainly want to wish Happy New Year to the community and a joyous occasion in one day, not only the new year but the raising of the flag at the university. So it's been a very ceremonial day. Cho xin hỏi là tại sao phải là cái cờ vàng mà không phải là những lá cờ khác? Dạ, lá cờ này là lá cờ vàng tại vì lá cờ vàng nó đã đại diện cho quốc gia Việt Nam. Đó là cái lá cờ quốc kỳ đã được công nhận từ năm 1890. Lá cờ vàng tượng trưng cho một sự tự do và democracy của một cái nước và của tất cả lòng người của người Việt Nam. Một cái niềm hãnh diện ngày hôm nay được treo lá cờ lên đó để cho thấy là có cái sự tự do và của tất cả cho cộng đồng và của cả thế giới để họ biết lá cờ này. Phóng viên Tâm 15 sẽ tường trình từ thành phố Miami, miền Nam Florida. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN.